Hello anh em, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách để anh em có thể giảm cái thời gian giải duyệt của anh em xuống nhá. Thì cái phương pháp này có thể giảm cho anh em khoảng vài giây đấy. Thì mình sẽ scramble lên và demo cho anh em trước. Đây, ví dụ là mình đã scramble xong và bây giờ nếu mà theo bước bình thường anh em giải là anh em sẽ phải lắp crop mặt trắng đúng không? Nhưng mà anh em để ý sẽ thấy là cái crop mặt trắng này này, nhìn em nó không hề có một cái cặp cross sẵn nào, không có một cái dấu cộng bình lắp dấu cộng này đúng không? Anh em sẽ phải, nếu mà nó có sẵn mấy cái dấu cộng đây này thì nó còn dễ hơn. Nhưng ở đây nó độc có một dấu chấm thôi, nó không có sẵn một cái gì hết. Cho nên là đây là một cái trường hợp lắp cross rất là khó và mất rất nhiều thời gian nhá. Thay vào đó anh em thử quan sát những cái mặt khác xem. Đây, mặt trắng em nhìn thấy không? 1 2 3 có 3 cạnh sẵn rồi này. Chỉ cần lắp một cạnh đây, lắp cạnh này xuống đây nữa. Đây anh em nhìn nhá, chỉ cần. Đấy, như vậy đã xong cross rồi. Thế đơn giản không? Đấy, bước tiếp theo anh em chỉ cần giải Rubik thôi. Làm cái này thì làm color neo trù này thì anh em sẽ gặp khó khăn trong cái việc nhìn màu. Kiểu như anh em vẫn chưa quen được cái hệ màu của FL. Cho nên là mới đầu nó sẽ hơi gặp khó khăn một chút. Đấy. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách học. Thì bây giờ cách học này đầu tiên anh em sẽ học từ mặt vàng trước. Bởi vì mặt vàng ấy nó chỉ khác cái cross thôi. Nó chỉ khác cái cross đấy nha. Ví dụ như bình thường anh em lắp mà nếu mà trắng anh em sẽ đỏ, xanh là cây, cam, xanh là biển bên này đúng không? Nhưng mà vàng nó ngược lại. Tại vì vàng nó đối diện với đây mà thì xanh là biển sẽ ở bên này, cam ở đây. Này, đấy thì nó khác nhau thế, cam này. Cho ở đây này. Xanh là cây này. Đấy thì nó sẽ như này. Đấy quan trọng anh em phải nhớ được những cái tâm này, vị trí tâm này, đỏ này, xanh là biển này, cam, xanh là cây. Đấy là với tâm vàng nhá. Đấy, với tâm mặt vàng này. Thì đến bước FL thì nó khá là dễ. Nó cũng giống như các cái cặp FL của mặt trắng nhưng mà chỉ khác thay mặt trắng và mặt vàng thôi. Đấy thì mình nghĩ trường hợp này là đối với anh em là cũng rất là dễ nhá. Đấy cái anh em nên học cái mặt vàng này trước. Đấy, sau còn lại ôi chết rồi mình lắp nhầm rồi. Đấy, thế là anh em sẽ học color neo trù trên mặt vàng trước, sau khi đã thuần thục được mặt vàng và trắng rồi ấy. Sau khi tuần tục mặt vàng rồi anh em sẽ đổi sang mặt xanh lá cây này, rồi mặt cam này, mặt xanh nước biển này, mặt đỏ này đấy. Nói chung là để khi nào anh em gặp bất cứ một cái scramble nào ấy mà mặt trắng nó bị như này và anh em nhìn thấy cái mặt khác nó dễ hơn ấy và có những cặp FL dễ hơn ấy thì anh em hoàn toàn có thể dùng đấy nhá. Để ở đây ví dụ mặt xanh lá cây anh em nhìn tâm này, ví dụ nhá, tâm trắng này, trắng với vàng đối diện này và đỏ bên phải này, thì bây giờ vàng này, này đỏ bên phải đúng không, thì mình sẽ nhớ như vậy, đỏ bên phải cái này sẽ lắp vào đây này. Đấy, đây mình sẽ lắp nhá. Cái lắp vào đây, trắng lên trên. Và bên này là đây, thế này. Đấy, như vậy đã lắp xong cross xanh lá cây. Đấy, tiếp tục thì anh em sẽ lắp những cặp cạnh. Đây, xanh lá cây vàng cam này. Xanh lá cây vàng cam này. Đấy, được chưa? Tiếp tục này, anh em nhìn tiếp xanh lá cây trắng ấy này. Đấy, tiếp tục anh em sẽ lắp tiếp. Đây, xanh lá cây trắng xanh lá cây trắng đỏ này. Đấy, trắng đỏ đâu? Đây, xanh lá cây trắng đỏ đây. Đấy, được chưa? Tiếp tục đến xanh lá cây vàng đỏ. Đấy, như vậy đã xong rồi. Còn OLL, PL thì dễ rồi. Mình nghĩ OLL, PL này thì rất là dễ thôi. À, nó sẽ khó ở cái bước FL. Đấy, sẽ khó bước FL. Thì anh em phải tập, mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái tip tập như sau. Anh em hãy dành nguyên một tuần chỉ để lắp một mặt thôi. Ví dụ mình đang học mặt vàng thì mình các cái tơn giải mà mình phá lại mình sẽ chỉ nhìn mặt vàng giải thôi. Anh em tập phải chỉ nhìn mặt vàng giải này, xanh nước biển này thì cho bên này. Vàng. Đấy. Nói chung anh em phải luyện tập thật là nhiều. Phương pháp này đòi hỏi chúng ta có sự kiên trì rất là lớn luôn. Đấy. Thế nhá. Sau khi làm quen mặt này thì chúng ta bắt đầu làm cái mặt này. Nói chung là cứ tập thôi. Và video của mình đến đây là kết thúc. Nếu bạn thấy video hay có thể cho mình một like và đăng ký để mình có thêm những động lực làm thêm những video hay hơn, bổ ích hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.